Đi đâu chúng ta vẫn luôn đầy tự hào Việt Nam I love với phần sáng tác của những người diễn về đây. Xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần biểu diễn của ca sĩ Minh Hiếu cùng với Hà Phạm Anh Thư. Thank you.